Chào bà con, thì clip này mình quay cho bà con xem về cái vườn chanh dây của anh Trương Quốc Thành ở bên 717 huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Thì vườn chanh dây này anh trồng với số lượng là 100 dây, mới có 4 tháng tuổi à. Trái rất là nhiều, size và đẹp đó. Nhưng mình quay trên clip bà con xem rất là xanh đều đẹp, nhưng nó bị hiện tượng đó là chết nhanh. Đơn giản là cây đang xanh tươi tốt á, là bắt đầu nó mưa vài hôm nó bắt đầu là có hiện tượng là chết. Mặc dù cây rất phát triển bình thường nhưng mà nó héo rũ á, như cây đâu các bạn xem héo rũ hết. Thì cái tình trạng chết nhanh nè thì nó diễn ra rất là nhiều ở cái chanh dây. Các bạn biết á, khi mà nó mưa nhiều, nhất là trời mưa, thì cái bộ rễ của cái chanh dây á, nếu chúng ta không phòng bệnh á, thì nấm sẽ xâm nhập vào bộ rễ, sẽ gây cho cái bộ rễ chúng ta bị thối nhũng đi và chết. Thì đây mình sẽ quay cho bà con xem đi những cái gốc mà chanh dây nó đang bò phủ vàng mà nó chết á. Thì hầu như cái việc chanh dây nó bò phủ vàng mà nó bị hiện tượng chết này thì rất là nhiều, hầu như bà con chúng ta bị rất là nhiều. Những cái phương pháp phòng của bà con á, vẫn chưa có. Thì với clip này á, bên Trái Cây Thêm Một Lát có hướng dẫn cho anh Trương Quốc Thành á, thì anh phòng theo phương pháp đó là giữa nano đồng bạc super, thì anh chọn với nano đồng bạc oxycloro. Thì hai sản phẩm này bên Trái Cây Thêm Một Lát cung cấp độc quyền cái sản phẩm này để hỗ trợ bà con nông dân về cái tình trạng mà vườn chanh dây á mà nó bị bệnh là cô rễ, hạt phấn trắng, hạt bã trầu. Thì cái vườn chanh dây này mình quay nãy giờ bà con á, nó chết 4 5 gốc luôn, theo hiện tượng nó là chết nhanh. Thì rễ moi kiểm tra thì vì nó bị nấm hết đó, như cái gốc này mình quay rất là kỹ cho bà con xem á. Thì hầu như cái bộ rễ cái chanh dây nào cũng bị nấm xâm nhập á, thì ngay đó nó sẽ bị thối nhũng đi. Nó thối nhũng giống như trên cây tiêu vậy, bệnh y chang như cây tiêu không khác gì luôn. Nên cái về phương pháp mà trồng chanh dây á, cây chanh dây hiện tại thì nó cũng là cây thu lại lợi nhuận rất là cao, nó cây ngắn ngày nhưng mà nó thu nhập hàng ngày đều có hết. Thì vườn chanh dây này nó cũng mới bệnh chớm bệnh một số bệnh như là nấm với phân trắng thôi, như sáng đọt thôi, thì nó cũng mức độ nhẹ. Thì mình cũng hướng dẫn cho anh Trương Quốc Thành là phương pháp là phòng chanh dây, mình quay rất là rõ đẹp cho bạn xem á. Giống này giống Đài Loan rất là chuẩn đó, ngọn thì cũng chưa có bị sắn bao nhiêu thôi, nhưng mà mỗi cái bệnh nó là chết nhanh. Thì chanh dây chúng ta nó có một cái bệnh là chúng ta đã đau đầu rồi, nếu bệnh chết nhanh á thì càng sốt ruột hơn là cái bệnh sân lá. Sân lá rồi chúng ta có thể cứu được, cắt ngọn ra lưỡi mới ra vẫn đẹp. Còn cái bệnh chết nhanh thì nó chết luôn, chúng ta hết cứu chữa rồi. Nên mình khuyên bà con á, những vườn mà hay bị ngập úng vào trời mưa á, thì chúng ta nên đào kênh rãnh đi để thoát nước cho tốt. Và thứ hai nó đổ thuốc phòng. Về thuốc phòng thì mỗi vườn có những đặc tính riêng và thuốc phòng riêng. Thì như vườn này mình cũng giới thiệu cho bà con xem là phòng hai loại thuốc đó, là hai loại thuốc đơn giản nhất á, mà chúng ta nó hiệu quả rất là cao. Thuốc thì chuyên về sinh học thôi. Thì vườn chanh dây này á, thì trồng trái rất đều xanh đẹp á, thì ai cũng thích hết, nhưng mà đừng để cây chanh dây chúng ta bệnh. Thì đây mình cũng quay hết 100 gốc cho bà con xem về cái vườn của anh Trương Quốc Thành ở bên 717 Marac. Thì vườn chanh dây này trái cũng rất là sai đều đẹp. Thì qua chia sẻ của anh Trương Quốc Thành á, thì anh cũng tham khảo rằng là anh chưa sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, thì anh cũng hỗ trợ kỹ thuật qua bên Trái Cây Thêm Một Lát á, thì để cho anh phòng theo phương án là sinh học luôn, và có thể tranh của anh đạt được cái lợi nhuận cao về chính nhất nhiều. Thì về sản phẩm sinh học á, thì bên mình có cung cấp một số sản phẩm xuất xứ từ Nhật Bản á, chuyên về bóng trái đẹp trái, phân bón lá, rồi kích rễ, nói chung là rất nhiều sản phẩm. Thì bà con nào qua clip này á, thì mình cũng quay hiện trạng của vườn chanh dây, có vườn xấu vườn đẹp, có vườn bệnh này vườn bệnh kia, hầu như tất cả các bệnh đó thì mình cũng cập nhật trên kênh đó rồi, trên video đó rồi. Thì với cái vườn chanh dây này mình như hồi nãy giờ mình quay các bạn xem á, trái rất là đều đẹp, nhìn là mê luôn á. Thì qua clip này các bạn vui lòng đăng ký kênh và theo dõi tất cả các video tiếp theo về cây chanh dây của Trái Cây Thêm Một Lát. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.